Rồi chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ thả cái con chim lẻ mình hôm nay các bạn. Nó nở được con rồi các bạn. Nay mình nuôi nó tổng tổng lần này mình nhốt chung với con lẻ đợt trước này các bạn. Đây là con lẻ đợt trước nè. Trời này cũng hơi chiều rồi tối các bạn, mình đi làm về trễ các bạn. Mình quay cũng hơi tối thì mong các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Đó là con lẻ của cặp con cà lâm đó các bạn. Với con mái mà vip đó. Mình sẽ nở được con mình thấy ổn quá. Bây giờ mình thả con chim này vô nha các bạn. Con chim lẻ này các bạn. Thấy mình ra nó nhát các bạn. Đây là chim lẻ nè, cũng lẻ luôn. Để mình thả vô. Cái mặt này không ạ? Con này mắt giống như là mắt ba trăm luôn, nó gần giống như mắt ba trăm luôn các bạn. Các bạn thấy không? Nhìn gần giống như mắt ba trăm. Không biết lớn là nó có không, mình không biết các bạn. Con này có ức trẻ mà. À, để mình thả đi các bạn. Bay thả vô bay luôn các bạn. Con này bay được rồi. Con này nè. Hôm nay mình tách có ra các bạn, nó nhét. Rồi, vậy là được hai con rồi các bạn. Hai con à, mình bỏ thêm thức ăn cho nó ăn nha bạn. Còn miếng lúa mình cũng cho ăn cám gà các bạn, cám gà với lúa. Rồi, giờ còn cái lòng này các bạn, cái lòng này để mình chạy qua mình bắt con trống lẻ mình bán để mình bắt vô lòng này luôn các bạn. Bởi vì con máy kia hôm nay mình bắt ra rồi, hôm nay mình để mình chạy là mình bắt mở lòng đó các bạn, mình cho nó vô miếng lúa đây, để mình lấy lúa.
các bạn. Bây giờ mình lại mình bắt ra các bạn. Để con mình nó buồn quá. Đó đây các bạn. Đó, để mình bắt xong rồi mình vô mình thử lửa giết con kia nha các bạn. Rồi đây nè các bạn, mình mới bắt ra nè các bạn. Bây giờ mình chạy vô tổng xem ra hai con nó có đấu không nha các bạn. Để mình thử lửa nha. Rồi, chào các bạn.